Bukayo Saka từ 4 môn điểm A trung học đến sao trẻ triển vọng của Arsenal. Bukayo Saka bước vào phòng thay đồ sân Commonwealth Arena tối 18 tháng 9 năm ngoái sau khi Arsenal đánh bại đội chủ nhà Frankfurt 3-0, trận đấu mà số 77 có bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên cho pháo thủ. Chỉ duy nhất một người mà cậu muốn nói chuyện, cha Bukayo, ông Bukayo Saka. Phòng thay đồ đội khách ồn ào và phấn khích bởi Arsenal vừa có một chiến thắng tuyệt đẹp, khiến cuộc nói chuyện phải thàm giữa hai cha con Saka bị cản trở. Dù vậy, trước khi chàng trai trẻ Bukayo được các đồng đội công kênh chúc mừng, cậu vẫn kịp nhìn thấy một cử chỉ từ cha mình qua màn hình điện thoại. Ông Bukayo đưa ngón tay hướng về con trai mình. Tốt lắm, Bukayo, và với Saka thế là đủ. Với gia đình Saka, bị cậu ra sân đấu cho Arsenal ở đấu trường Europa League, có một màn trình diễn tốt, thậm chí ghi bàn chính là thành quả tuyệt vời mà họ đã chờ đợi suốt một thập kỷ qua. Nhưng bản thân Saka thì hiểu rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Được huấn luyện viên Unai Emery xếp đá vị trí hậu vệ trái ở trận đấu với Frankfurt, dù đây không phải là vị trí sở trường, nhưng Saka đã nắm thật chặt cơ hội này để có bước khẳng định đầu tiên đầy thuyết phục. Trường trung học Greenford, Tây London, những tháng qua tồn tại một chủ đề thảo luận ưa thích giữa các học viên: câu chuyện của Bukayo Saka tại Arsenal. Saka là cựu học sinh Greenford. Một vài người bạn của Bukayo vẫn đang theo học ở đây, năm thứ 13. Giáo viên Mark Harvey nói với The Athletic: "Chúng tôi có thể nói về Bukayo cả ngày không hết chuyện. Mới sáng nay thôi, một cậu còn gõ phòng tôi để hỏi xem tôi có nghe được tin gì sốt dẻo về hợp đồng mới của Bukayo với Arsenal không. Giờ đã là một ngôi sao đầy triển vọng của Arsenal, nhưng Saka vẫn giữ mối liên hệ bền chặt với Greenford. Vẫn là một Saka hòa đồng với chúng bạn và luôn nở nụ cười tươi rói mỗi khi cất lời chào các giáo viên Greenford. Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm bạn bè và thầy cô giáo ở trường cũ, trong đó tất nhiên có Harvey. Harvey là giáo viên môn thể dục trường Greenford và cũng là phó chủ nhiệm lớp của Saka. Tôi dạy Saka từ năm cậu nhóc lên 9 thì phải, và tới năm Saka 13 tuổi thì thằng bé đã khiến tôi há hốc mồm vì tố chất thể thao của nó. Harvey nhớ lại, Saka chơi môn nào cũng giỏi, bóng rổ là sở trường của tôi nên quả thực là tôi muốn hướng thằng bé theo nghiệp này. Nhưng bạn biết rồi đấy, bóng đá mới là lẽ sống của Saka. Khi theo học trường Greenford, Saka đã là một tài năng nhí đầy triển vọng của Học viện bóng đá trẻ Arsenal tại Hull End, Đông London. Đam mê với trái bóng tròn và khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu đã sớm ăn vào máu Saka từ khi cậu còn là một chú nhóc chơi bóng trong vườn nhà với cha và anh trai Yomi. Bởi Saka lớn lên trong một gia đình bị ám ảnh bởi bóng đá. Cha của Saka, ông Bukayo, là một cổ động viên trung thành của Newcastle, fan ruột của Alan Shearer. Lịch trình cuối tuần của nhà Saka trong nhiều năm dài trước đây theo đúng một kịch bản quen thuộc. Cha Saka lái xe đưa cậu đến Hull End, còn mẹ cậu đưa anh trai Yomi tới trung tâm phát triển bóng đá trẻ của Watford ở St Albans. Yomi không phát triển sự nghiệp bóng đá như em trai, hiện cậu đang là sinh viên đại học Reading. Ủng hộ đam mê bóng đá của con cái, nhưng cha mẹ Saka không hề xem nhẹ chuyện học hành của cậu. Và đấy chính là lý do tại sao ông Bukayo lại chọn học viện Arsenal thay vì những lò trẻ danh tiếng không kém khác. Bởi tại Arsenal, Saka có được sự đảm bảo chắc chắn rằng cậu vừa có thể phát triển tốt cả hai mặt, cầu thủ bóng đá và giáo dục văn hóa. Với trường hợp của Bukayo, ngay từ đầu Arsenal đã chủ động làm việc với Greenford của chúng tôi để hai bên có thể kết hợp với nhau thật tốt, qua đó đem lại sự cân bằng tối đa giữa việc học bóng đá và học văn hóa cho thằng bé. Tôi đã ở trong ngành giáo dục này đủ lâu để hiểu rằng không phải câu lạc bộ bóng đá nào cũng sẵn sàng làm điều đó như Arsenal. Thật may, Bukayo cũng xuất sắc trong việc học hành hệt như cách mà nó tiến bộ với bóng đá vậy, ông Harvey cho biết. Triết lý phát triển giáo dục cầu thủ của Arsenal có sự khác biệt cơ bản với các học viện bóng đá hàng đầu ở Anh là ở chỗ, với những học viên đang ở trong tuổi đi học, Arsenal cho phép họ lựa chọn giữa việc tiếp tục học văn hóa ở trường học hiện tại hoặc chọn một trong số những trung tâm giáo dục có sự liên kết với câu lạc bộ, không có sự ép buộc hay quản lý độc tài nào hết. Triết lý của Arsenal cho phép các tài năng bóng đá nhí của họ có sự phát triển cân bằng và lành mạnh nhất có thể. Đấy là lý do giải thích tại sao tất cả các học viên bóng đá của Arsenal đều theo học và tốt nghiệp chương trình trung học cơ sở 2 năm được phát triển bởi Đại học Cambridge. Chương trình được thiết kế dành cho học sinh lứa tuổi 14-15 với 9-10 môn học và được công nhận trên toàn cầu. Kiến thức của chương trình được xem là tương đương với lớp 10 trung học phổ thông ở Việt Nam. Và chính Saka là học viên có điểm số tốt nghiệp chương trình này ấn tượng nhất, với 4 môn văn hóa đạt điểm A sao cao nhất và 3 môn điểm AS. Dĩ nhiên không có gì bất ngờ khi Saka cũng nhận điểm A sao môn thể dục. Saka thừa điều kiện để tiếp tục theo học lấy chứng chỉ A dành cho học sinh từ 16 tuổi với điều kiện đã tốt nghiệp chương trình này với điểm số từ A sao đến C ở 5 môn học trở lên. Tuy nhiên, do đã là trụ cột thường xuyên ở đội U23 Arsenal, Saka đã chọn chương trình BTEC phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế
đó là bước đi đúng đắn. Bằng chứng là giờ, Saka đã là một cái tên quen thuộc trong đội hình xuất phát của đội 1 Arsenal tại Premier League. Chàng trai trẻ của chúng ta đã nổi lên như là một ngôi sao tiềm năng bậc nhất ở vị trí tiền đạo cánh trong đội hình U23 Arsenal suốt mùa giải trước. Huấn luyện viên đội U23 Arsenal là Freddy Ljungberg, thần tượng lớn của Saka, và ông cũng là người có vai trò quan trọng trong hành trình thăng tiến của cầu thủ này. Saka đã có bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên cùng hai tình huống kiến tạo cho đồng đội lập công ở trận thắng Frankfurt, cũng trong vai trò một cầu thủ tấn công biên. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhân sự của pháo thủ vào tháng 12 năm ngoái đã đem tới cho Saka một cơ hội khác ra sân thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái. Với những người từng theo sát bước tiến của Saka, việc cậu có thể tỏa sáng trong vai trò này không có gì là bất ngờ hết. Paul Simpson, huấn luyện của Saka ở các lứa U16, U19 Anh là một trong số đó. Ở lứa U16, tôi luôn xếp Bukayo đá hậu vệ trái, cậu ấy là người tốt nhất của đội ở vị trí này. Chính xác thì tại đội trẻ và đội dự bị Arsenal, Saka sở trường tiền đạo cánh, nhưng cứ khi về tuyển trẻ Tam Sư thì cậu lại chơi vị trí hậu vệ trái. Thực tế này đã diễn ra trong suốt nhiều năm khi Saka góp mặt ở các lứa U16, U18 và U19 Anh. Tôi nhớ là mình từng nói với Bukayo trước trận đấu trên sân U19 Đức hồi tháng 9 năm ngoái thế này: thầy nghĩ là em sẽ thể hiện tất cả những gì tốt nhất của mình trong vai trò hậu vệ trái. Em có không gian và thời gian để bao quát toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt mình, và quan trọng nhất là em có thể đem lại nhiều giá trị tích cực cho tập thể. Simpson nhớ lại: dĩ nhiên, giờ tôi có thể nở nụ cười mãn nguyện khi Bukayo đang phát triển vượt bậc ở vị trí hậu vệ trái trong màu áo đội 1 Arsenal. Saka không phải là mẫu người hay phàn nàn, thằng bé có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của mình, nhưng luôn khiêm nhường, chịu khó lắng nghe và học hỏi. Huấn luyện viên đội U18 Anh, ông Neil Dewsnip cho biết, tuổi đời còn nhỏ nhưng Saka suy nghĩ chín chắn, có ý thức kỷ luật tốt và rất chuyên nghiệp với công việc của mình. Hai người thầy ở tuyển trẻ Tam Sư của Saka, Simpson cùng Dewsnip đều có chung quan điểm: phát triển thành một mẫu hậu vệ cánh hiện đại với khả năng đóng góp nhiều cho việc kiến tạo lối chơi toàn đội cũng như mặt trận tấn công chính là hướng đi phù hợp và đầy hứa hẹn cho Saka. Hành trình thăng tiến của Saka dĩ nhiên vẫn là chủ đề thảo luận ưa thích tại Greenford giữa những người bạn học cũ cũng như các giáo viên từng dạy cậu, nhưng bản thân Saka hiện tại đang đứng trước một lựa chọn quan trọng, thứ có thể quyết định sự nghiệp quốc tế của cậu sau này. Một suất bào thắng đội 1 đội tuyển quốc gia Nigeria, quê của cha và mẹ, hay chờ đợi cơ hội sẽ đến với mình từ Tam Sư của Gareth Southgate. Hợp đồng của Saka với Arsenal sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2021, và chàng trai 18 tuổi này chính là cầu thủ có mức lương thấp nhất đội 1 pháo thủ thời điểm hiện tại, chỉ 3.000 bảng một tuần. Ban lãnh đạo Arsenal đã xúc tiến ký một hợp đồng mới với thời hạn 5 năm cùng Saka. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến quá trình này bị ngưng trệ. Vẫn có nhiều thứ mà Saka cần phải cải thiện để trở thành một hậu vệ đẳng cấp hàng đầu, đặc biệt là khả năng phòng ngự các tình huống 1-1. Nhưng với huấn luyện trưởng Arsenal Mikel Arteta, thì Saka, một chàng trai chăm chỉ, cầu tiến, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích tập thể, chính là tấm gương sáng mà các cầu thủ trẻ của học viện câu lạc bộ phải nhìn vào và học hỏi. Một Saka như thế, dĩ nhiên Arsenal sẽ không dạy gì mà để mất đi.